Armenia đề nghị Nga hỗ trợ phân giới với Azerbaijan. Tiêm đại trà vaccine COVID-19, bước ngoặt trong đại dịch. Suy thoái kinh tế có thể khiến tỷ lệ nghèo đói tại Anh tăng gấp đôi. Thưa quý vị, Tổng thống Armenia Armen Sarkisian hôm nay đã gửi thư cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin để đề nghị hỗ trợ tiến trình phân định ranh giới giữa nước này với Azerbaijan nhằm tránh những căng thẳng mới. Trong bức thư gửi Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Armenia Sarkisian lưu ý vẫn tiềm ẩn nguy cơ về những tranh chấp mới nổi lên giữa Armenia và Azerbaijan do vấn đề phân giới. Do đó, ông đã đề nghị Tổng thống Nga hỗ trợ để hoàn thành tiến trình phân định ranh giới giữa Armenia và Azerbaijan nhằm tránh xảy ra thêm những căng thẳng và diễn biến tiêu cực. Nhà lãnh đạo Armenia cũng cảm ơn Tổng thống Putin vì những nỗ lực của Nga nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu ở khu vực Nagorno-Karabakh. Hôm nay, nhà chức trách Australia đã mở cuộc điều tra về chủ nghĩa bạo lực cực đoan. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm bảo đảm chính phủ sẵn sàng đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ các phong trào cực hữu. Ủy ban An ninh và Tình báo thuộc Quốc hội Australia thông báo sẽ điều tra sự mở rộng của các phong trào cực đoan và mối đe dọa mà chúng gây ra cho người dân. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi nhà chức trách New Zealand công bố báo cáo điều tra về vụ tay súng Australia thảm sát 51 tín đồ Hồi giáo ở thành phố Christchurch thuộc New Zealand, theo đó kêu gọi thay đổi mạnh mẽ các phương thức chống khủng bố. Báo cáo điều tra cho thấy trước vụ tấn công, các cơ quan tình báo chỉ tập trung vào các nhóm Hồi giáo cực đoan mà không mấy chú trọng đến các nhóm cực hữu. Thưa quý vị, Vương quốc Anh đã trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên bắt đầu tiêm chủng đại trà vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Trong khi đó, kế hoạch tiêm và mua vaccine quy mô lớn cũng đang được xúc tiến ở nhiều quốc gia. Đây được coi là bước ngoặt trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Người Anh đầu tiên được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech là bà Margaret Keenan, 90 tuổi. Bà nhận mũi tiêm vào lúc 13h31 phút ngày 8 tháng 12 theo giờ Việt Nam, chưa đầy một tuần sau khi Anh trở thành quốc gia đầu tiên phê chuẩn loại vaccine này. Hình ảnh về những người đầu tiên được tiêm vaccine như bà Keenan đã lan truyền khắp nước Anh và cả thế giới. Họ nhanh chóng trở thành biểu tượng trong cuộc đua phát triển vaccine quan trọng. Vaccine phát huy hiệu quả thế nào trong cơ thể họ sẽ trở thành niềm hy vọng cho thế giới đang bị đại dịch tàn phá. Tôi cảm thấy thật may mắn khi là người đầu tiên được tiêm chủng COVID-19. Đây là món quà sinh nhật sớm tuyệt vời mà tôi có thể mong ước, vì nó có nghĩa là tôi cuối cùng cũng có thể ở bên gia đình và bạn bè trong kỳ nghỉ năm mới, sau khi phải ở một mình trong phần lớn thời gian của năm nay. Nước Anh chưa bao giờ thực hiện một chương trình tiêm chủng đại trà khó khăn đến vậy. Với mỗi khay đựng 975 liều vaccine, các bệnh viện trữ vaccine quý giá trong tủ đông lạnh tới âm 70 độ C, giã đông và bơm vào xi lanh, tiêm cho những người được ưu tiên. Mọi giây phút đều quý giá vì những liều vaccine giã đông đều không được tiêm trước ngày 11 tháng 12 sẽ không thể dùng được nữa. Anh đã đặt hàng 40 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech nhưng chỉ có 800.000 liều trong đợt tiêm chủng đầu tiên bắt đầu từ ngày 8 tháng 12. Anh sẽ có đủ vaccine để tiêm cho khoảng 1/3 dân số. Anh cũng đặt hàng 7 triệu liều vaccine của công ty Moderna và vaccine này có thể được phê duyệt để sử dụng khẩn cấp ở Anh sau vài tuần tới. Đợt khởi động trong chương trình tiêm chủng này là khoảnh khắc quan trọng của nỗ lực khoa học. Vaccine có thể bắt đầu giải quyết căn bệnh này khắp thế giới và bảo vệ người dân ở mọi nơi. Mặc dù vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng chúng ta có thể sẽ dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch ở Anh vào mùa xuân tới nếu có đủ số người được tiêm vaccine. Trong khi đó, Nga cũng bắt đầu khởi động tiêm chủng hàng loạt vaccine Sputnik V do công ty trong nước sản xuất. Từ ngày 5 tháng 12, các trung tâm tiêm chủng khắp thủ đô Moscow đã bắt đầu phân phối Sputnik V cho các nhóm ưu tiên, gồm giáo viên, nhân viên y tế. Có trên 5.000 người đã đăng ký tiêm chủng trong 5 giờ đầu tiên. Tiêm chủng cho người dân đã bắt đầu tại 70 điểm ở Moscow ngày hôm nay. Chúng tôi làm việc từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, 7 ngày mỗi tuần. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tiêm chủng quy mô lớn trên cả nước bắt đầu từ tuần này. Nga đã trở thành nước đầu tiên thông qua vaccine ngừa COVID-19 do mình sản xuất từ hồi tháng 8. Giới chức Nga cho biết có đủ liều vaccine cho trên 2 triệu trong tổng số 145 triệu người Nga.
Còn tại Mỹ, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA dự kiến cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine của Pfizer-BioNTech ngay trong tuần này. Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp trong ngày 8 tháng 12 theo giờ Mỹ nhằm đảm bảo tất cả người dân Mỹ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trước khi chính phủ Mỹ bắt đầu hỗ trợ các quốc gia khác. Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden cũng cam kết chính quyền của ông sẽ tiến hành tiêm chủng ít nhất 100 triệu liều vaccine trong 100 ngày đầu tiên sau khi ông nhậm chức. Mỹ sẽ ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các giáo viên sớm nhất có thể, sau các đối tượng ưu tiên hàng đầu là nhân viên y tế và những người làm việc trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe, nhà dưỡng lão. Tại châu Âu, Cơ quan Y tế châu Âu sẽ chốt quyết định về vaccine của Pfizer-BioNTech vào ngày 29 tháng 12. Tới nay, một số quốc gia đã tiến hành đàm phán mua vaccine của Pfizer-BioNTech như Brazil, Canada, Indonesia. Trong năm nay, chính phủ Indonesia chi gần 45 triệu đô la Mỹ để mua 3 triệu liều vaccine của công ty công nghệ sinh học Sinovac và 100.000 liều vaccine của công ty Casino đều là của Trung Quốc. Với nhiều người trên thế giới, tin tức về tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 được coi như một tia sáng hy vọng khi một năm đen tối sắp kết thúc. Trong ngày đầu tiên Anh triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech, nước này đã ghi nhận 2 trường hợp có phản ứng dị ứng. Ngay thông tin có 2 trường hợp bị dị ứng với vaccine COVID-19, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và các sản phẩm y tế của Anh ngay lập tức khuyến nghị những người có tiền sử dị ứng không nên tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở thời điểm hiện nay. Cơ quan này khuyến cáo những người tiêm vaccine khi có biểu hiện bất thường nên đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra ngay lập tức. Trước những ý kiến lo ngại về hiệu quả của các loại vaccine đang được các hãng dược phẩm gấp rút nghiên cứu và bào chế, Giám đốc điều hành tập đoàn dược phẩm Pfizer của Mỹ, ông Albert Bourla khẳng định, hãng không cắt bỏ một quy trình nào trong tiến trình thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19. Vaccine của Pfizer-BioNTech là một trong số các ứng cử viên vaccine tiềm năng nhất đang được nhiều nước trên thế giới xem xét để thông qua. Và để trấn an những lo ngại xung quanh rủi ro khi tiêm vaccine này, Giám đốc điều hành của Pfizer kêu gọi mọi người nên tin tưởng là vaccine của họ an toàn và hiệu quả. Vấn đề của loại vaccine này là phải bảo quản ở nhiệt độ cực thấp, âm 70 độ C, do đó chỉ có thể trữ trong bệnh viện hoặc tại các trung tâm y tế. Tuy nhiên, Pfizer đánh giá việc đó không phải là quá khó khăn, kể cả đối với những nước có cơ sở hạ tầng ở mức cơ bản. Chuyển sang các thông tin khác. Báo cáo mới nhất của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển dự báo giá trị thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ giảm 5,6% vào năm 2020 so với năm ngoái. Đây sẽ là năm giá trị thương mại hàng hóa toàn cầu giảm lớn nhất kể từ năm 2009. Sự suy giảm này là do sự sụt giảm đáng kể trong hoạt động vận tải và du lịch. Tuy nhiên, dự báo giá trị thương mại toàn cầu giảm 5,6% vẫn cho thấy sự lạc quan hơn đáng kể so với chỉ cách đây vài tuần trước khi các dự báo của Liên Hợp Quốc ước tính mức giảm 9%. Tỷ lệ đói nghèo tại Anh sau dịch COVID-19 dự kiến sẽ tăng gấp đôi so với ước tính, trong đó sẽ có khoảng 2 triệu hộ gia đình, 1 triệu trẻ em phải vật lộn để kiếm ăn, giữ ấm hay giữ vệ sinh khi kinh tế suy thoái nghiêm trọng. Tình trạng đói nghèo nghiêm trọng nhất xảy ra ở các khu vực Đông Bắc và Tây Bắc vùng England và một số khu vực của thủ đô London. Ước tính trên 1% số hộ gia đình ở vùng England thuộc diện đặc biệt đói nghèo. Tình trạng đói nghèo được xác định là không có khả năng đảm bảo từ 2 trở lên trong số các yếu tố như chỗ ở, thức ăn, sưởi ấm, chiếu sáng, quần áo phù hợp với thời tiết, đồ dùng vệ sinh cơ bản hoặc thu nhập hàng tuần sau khi trừ đi chi phí nhà ở từ 70 bảng cho một người lớn hoặc 145 bảng đối với cặp vợ chồng có 2 con trở xuống. Những người độc thân có nhiều khả năng rơi vào cảnh túng thiếu nhất, nhất là nhóm những bà mẹ đơn thân. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT Cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.